Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tinh Thần Gamer nhé. Thì mình đã trở lại đây anh em ơi. Thì hôm vừa rồi mình mới bị đánh bản quyền thêm 14 ngày nữa nên là không có livestream anh em được. Một cái livestream bên kênh phụ đó, nên là anh em nào coi video này anh em có thể vui lòng đăng ký kênh ở dưới cho mình nha. Hoặc là anh em có thể search cái kênh là Tinh Thần Gamer Online nha. Mình hoạt động bên đó, trong những trường hợp xấu mà mình mất kênh á thì mình có thể hoạt động bên đó để cho mình tiếp tục sống anh em nhé. Chứ mình cũng giờ này cũng vả lắm rồi. Mình không muốn nói với anh em là mình đã bế tắc như thế nào trong thời gian qua đâu, thực sự khổ lắm anh em ạ. Chẳng qua là bây giờ nếu như mà mình gục xuống thì gia đình mình còn những người phải lo, nên là mình không sao cả, mình cũng cố gắng thôi. Ok, trở lại video. Thì hôm nay mình đăng một cái video rất thú vị về nội dung ngày hôm qua. Thì hôm qua mình lên Twitter của tác giả xem ấy, thì có một cái thông tin rất là thú vị, cũng giống như tên tiêu đề nó đọc á, thì nó chính là Stardew Valley 1.6 đã chuẩn bị có phiên bản mới. Và tác giả thậm chí còn tốt bụng đến mức độ là dừng lại cái dự án Haunted Chocolatier, có nghĩa là cái con game mà tác giả đang tâm huyết làm á. Mình đã có một video review về cái trailer của con game đó rồi. Thì anh em nào quan tâm thì có thể nhìn bên góc phải, hoặc là dưới phần mô tả mình có để một cái link video về cái con game đó. Con game đó thì sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới ha. Tác giả đang trong quá trình phát triển, rất là thú vị, hình ảnh đẹp mắt cũng như kế thừa những yếu tố của cái Stardew Valley. Và cũng như là nó có một câu chuyện mới ha, một cái người làm sô-cô-la và cũng có phiêu lưu RPG các kiểu, đầy đủ những yếu tố trồng trọt. Không biết có trồng trọt, chắc có trồng trọt và có chơi như vật nam nữ các kiểu nữa. Và dự đoán cũng sẽ có co-op nha. Rồi, đối với bản 1.6 Stardew Valley thì tác giả sẽ ưu tiên làm về chức năng gọi là giúp cho những cái modder dễ dàng hơn. Có nghĩa là update những cái chức năng liên quan, chắc mình nghĩ là sẽ hỗ trợ cho Smappy dễ dàng hơn, cũng như là những công cụ riêng để cho những người khác có thể dễ dàng mod. Có nghĩa là một tác giả mà thuộc dạng rất là tâm huyết với tựa game, và cũng như là không có bị khó chịu khi mà có những người khác họ mod cái con game của mình ha. Mod không có xấu, đối với tác giả là điều đó một cái điều rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì trong bản 1.6 này sẽ có những cái nội dung mới, cũng giống như phiên bản 1.4, 1.5. 1.4 thì chúng ta sẽ có một cái hồ cá mới ha, một số nội dung, và 1.5 thì có đảo mới và những nội dung rất là nhiều. Đó, nhưng mà 1.6 thì tác giả không hứa là sẽ có nhiều nội dung như vậy, nhưng là vẫn có để update thêm cho anh em. Ngoài ra thì update cho những cái đội modder rất là tuyệt vời. Đây là một tin vui cho những anh em nào yêu thích Stardew Valley và muốn có phiên bản kế tiếp. Còn đây là thông tin về phiên bản của PC. Và theo mình dự đoán thì với tác giả khi mà đã ra tay trong phiên bản 1.5 mobile rồi và đã update cái file 1.5 mobile theo ý tác giả rồi, thì khi mà update phiên bản 1.6 PC nó sẽ ngay lập tức có 1.6 mobile luôn nha anh em. Mình dám tin với điều đó. Xưa nay mình chưa bao giờ mình tin tác giả cái gì mà tác giả không làm được đó, không làm mình thất vọng gì cả. Cho dù tác giả mới đánh gậy mình một cái video hướng dẫn Stardew Valley việc hóa đấy, nhưng mà không sao, không vấn đề gì cả. Cái đó là mình cũng có lỗi trong đó, nên là chuyện nó bình thường ha. Ok, thì đó là những thông tin cập nhật về Stardew Valley 1.6 ha. Hy vọng nó ra sớm để mình review cũng như là chia sẻ những thông tin, cũng như để nghiên cứu những cái gì mới mẻ nha anh em. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại em trong các video sau. Và yên tâm, sẽ còn có cả 1.7.8 nữa ha. Bye bye anh em.